Hello, xin chào mọi người. Tại video này mình sẽ hướng dẫn mọi người thu âm thật hay bằng điện thoại iPhone. Mọi người đang nghe ở trên một chiếc mic chuyên dụng cho dân quay phim. Không phải ai cũng là người sẵn sàng đầu tư cho những chiếc mic xịn sò và tốn chi phí như thế này. Nhưng mà chúng ta chắc chắn là chúng ta ai cũng có iPhone. Thì một số trường hợp mà chúng ta cần cái thu âm chất lượng tốt hơn thì chúng ta nên sử dụng như thế này. Thì mình recommend luôn cho mọi người là chúng ta dùng cái chức năng quay video để mà thu âm luôn. Tại sao không dùng voice? Tại vì khi mà file chúng ta quay xong thì chúng ta dễ dàng chuyển về làm hậu kỳ, chuyển cho các đối tác khác. Nó dễ dàng và nhanh chóng hơn là việc chuyển những cái file ở trong cái file ghi âm ở trong iPhone. Nó hơi bị lòng ngoằng và mình thấy là cái chất lượng của nó thì nó cũng không chênh lệch nhiều. Ok, thì chúng ta mở lên thì rất là đơn giản đúng không ạ? Về chế độ quay phim, quay video ở độ phân giải bao nhiêu thì không quan trọng lắm. Thế nhưng cái bước này sẽ là bước quan trọng nhất này. Chúng ta hãy lựa chọn một cái môi trường yên ắng. Ví dụ như ok, yên ắng đúng không ạ? Tiếp theo nữa, đó là môi trường này của chúng ta không nên là một cái phòng trống trơn. Thì phòng trống trơn thì nó sẽ hơi bị vang, tiếng thì nó khó xử lý. Thì chúng ta nên chọn cái phòng có thể hơi nhiều quần áo, hơi nhiều đồ một chút. Thì theo thuật ngữ tụi mình gọi là phòng nó có độ tiêu âm. Và bây giờ chúng ta sẽ cầm cái mic, cầm cái máy như thế này. Và chúng ta sẽ đặt máy làm sao? Ok, mình sẽ demo luôn cho mọi người đúng như chúng ta đang cầm mic này này. Chúng ta sẽ để cái mic này cách cách miệng một khoảng, một gang tay. Và chúng ta không nên để thẳng như này. Các bạn có thấy ở đây của mình có thiết bị là đầu lọc không ạ? Nó sẽ cắt được những tiếng xì 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 xin chào xin chào. Thì chúng ta nên để nó hơi thấp xuống dưới miệng mic một chúng ta nên để nó hơi thấp so với lại cái hướng ra của miệng một chút, đó là ở dưới cằm ở đoạn này đấy. Thì cái âm thanh đi ra đến đoạn này thì nó sẽ trầm ấm nhất đó, và không bị, nó sẽ bớt được những tiếng xì 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 xèo xèo xèo, được chưa? Rồi, ok. Vậy bây giờ mình sẽ cài cái mic vào đây và mình cầm cái điện thoại để trên tay luôn cho mọi người test cái âm thanh sẽ như thế nào nhé. Mình ấn quay. Nếu mà mình đặt sát như thế này thì nghe những tiếng xì 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 xin chào mọi người, xin chào mọi người, nó sẽ rất là ồn. Đấy, bạn thấy chưa, môi trường âm thanh xung quanh. Được rồi, bây giờ khi mà mình di chuyển xuống dưới này. Alo, xin chào mọi người. Đây là một cái TVC của chúng tôi. Đấy, ví dụ như thế. Thì tiếng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều rồi đúng không ạ? Thì một điều nữa lưu ý đó là cái khoảng cách giữ mic này nó phải ổn định để cho âm thanh chất lượng tốt nhất. Thế nên là mọi người có thể sử dụng là một cái chân máy ảnh, hoặc là mọi người kê lên đâu đó để cho cái khoảng cách giữ mic nó liên tục duy trì một cách ổn định như thế này, khoảng một gang tay, và thấp xuống dưới hơi miệng ra, giữa cằm và yết hầu ạ, giữa cằm và ngực ạ, để cho tiếng nó duy trì được cái sự ổn định tốt nhất. Ví dụ như là đây mình có thể kẹp được điện thoại và mình giữ được nó như thế này rồi. Đó, mọi người thấy mình ấn quay chưa? Và mình có thể để nó ở khu vực fix như thế này để mình thu âm. Sau đó chúng ta có thể lấy một cái laptop ra, chúng ta đặt cái tờ giấy hoặc kịch bản chúng ta như này và chúng ta đọc. Thì tiếng nó sẽ rất là tốt. Ok. Còn một phương án thứ hai nữa và tốt, mình thấy là tốt hơn khá là nhiều, rất là nhiều luôn. Và cực kỳ rẻ mọi người ạ. Đây, đây là cái phụ kiện có sẵn ở trong cái combo khi mà mọi người mua điện thoại kiểu gì cũng có cái này. Chính là cái dây tai nghe. Các bạn thấy giờ mỗi lần xài thì nó hơi bị quấn tùm lum tùm la. Thế nhưng mà mình thấy đây là một cái phụ kiện nó quá là tuyệt vời luôn. Và cho cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn cái mic này rất là nhiều. Thì cái mic của cái dây tai nghe này nó ở đâu? Thì các bạn nhìn nhá. Thường là ở cái tai bên phải ấy mọi người. Đây này. Và cái mic nó ở đây này. Thì khi mọi người cầm sẽ cầm và setup như này cho mình. Mọi người cầm như này, chúng ta đeo tai nghe cũng được, nhưng mà chúng ta nên cầm như này. Chúng ta nên cầm như thế này, người nhìn rõ không ạ? Nên cầm như này, cắm vào nhá. Và chúng ta cũng đặt ở dưới khoang miệng một chút như này.
và chúng ta nói, thì cái này chúng ta có thể đặt vào gần hơn, và mình cam đoan mà mọi người bây giờ mọi người đang nghe được cái âm thanh từ chiếc mic trên tai nghe của iPhone, và mọi người sẽ so sánh đi, hãy so sánh với lại chiếc mic mà mình mua ngoài rất là tốn tiền đây. Test nha, 1, 2, 3, xin chào tất cả mọi người. Đây là video so sánh để giúp cho mọi người biết cách thu âm tốt nhất trên iPhone. Đây là video so sánh để giúp cho mọi người biết cách thu âm tốt nhất trên iPhone. Cắt. Mình cam đoan là xem đến đây mọi người đã lựa chọn ra được những cách rất là tốt để thu âm trên iPhone với những thiết bị có sẵn mà chúng ta không cần đầu tư. Ngoài ra mình có những cái video về những cái phụ kiện khác cũng rất là rẻ tiền thôi, nhưng mà nó hiệu quả cho việc ghi hình và thu âm. Thì mọi người có thể follow và xem thêm ở tại kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video hướng dẫn lần sau. Bye. Ui, đang quay hướng dẫn thu âm đập đập đập. Xin chào các bạn, tại video này mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thu âm thật hay bằng iPhone. Đây, bằng iPhone.